chia tay nhau, bạn ơi có thấy buồn không? Ngày mới chia tay nhau, chợt nghe quyến luyến trong lòng, chợt nhớ đến những lúc ta ngồi lại bên nhau, cùng cất tiếng hát để quên đi nỗi sầu và quên đi bao nhọc nhằn khó khăn. Ngày mai chia tay nhau, bạn ơi có thấy buồn không? Ngày mai chia tay nhau, chợt nghe quyến luyến trong lòng. Mấy nhóc lên cái đầu đó chơi cầu cầu coi. À, chơi cầu tột. Cầu tột thiên nhiên. Cầu tột từ cái đầu cầu tột. Ở đây có mạng đâu mà nhắn. Không gửi đi được đâu. Mẹ nó có mạng. Mẹ nhắn rồi mẹ. Bây giờ là luôn luôn sắp chạy bà nội hàng táo số ngẹt cả một treo ba nước cũng tại chưa thì còn luôn ai ăn cái này là dốc về. Chơi sau một hồi chơi thì chui vô cái hang cây đó nấp rồi. Cái này đúng không? Cái này đúng không? Nó hàng là gì? Sử leo lên đó đi đâu tên nó rồi. Mà thằng mèo phải chở thằng Bin về tận nhà. À, cái cầu lên núi. Mà. Là. Chả nó đi chọc làm gì? Ủa tôi đó hả? Nó lên núi lên núi trên đó. Nó trên núi cũng có cái ngôi đàm trên kia. Anh chinh phục cái cầu bắt lên núi chỗ thiền viện Trúc Lâm nè. Đó. Không tại nó vậy đó. Tại nó vậy đó. Bắt hai bạc, bắt hai bên chứ không phải là nó liền nhau. Con double down nè. Nguyên cũng nặng mà con cũng nặng nữa. Không có chạy đi từ từ. Nguyên đi từ từ. Tiếp. Lên gió rất là mát luôn. Lên này mát lắm các bạn ơi. Mát lắm cô chú anh chị ơi. Gió nó mát lắm. Đó trên kia là cái đền trên kia, đền thờ trên kia đó. Cậu nước không? Hai đứa nhỏ rồi, giờ đi ra. Đây. Đừng. Đây là từ trên cầu quay xuống các bạn. Đang đứng trên cầu quay xuống. Rồi chinh phục được những cái nắp của cái cầu rồi các bạn ơi. Rồi đi lên tới chỗ mà phần thăng bằng của cái cầu rồi. Đang chuẩn bị lên cái núi. Xong, mấy nhóc nó qua tới bên kia rồi.
Hai nhóc nó chạy tới chảnh rồi. Giữ giữ thằng Điền với thằng ấy kìa. Giữ thằng Điền với thằng với Tường kìa. Kêu nó xuống nè, nó chạy xuống rồi kìa. Kêu nó xuống. Kêu nó trở lại, nó chạy lên luôn rồi kìa. Chạy theo rồi kêu nó xuống, nó về nè. À, nhìn nhìn máy nè, chụp hình cho nè. Đứng đây nhìn máy nè. Đứng giờ đó đây. Đứng đàng hoàng chứ lắc hoài vậy. Hôm nay là mùng năm Tết. Đó, khách ta đi tìm gì Trúc Lâm rất là đông luôn. Đó, ngay đây là ngay cái đỉnh có cái cầu leo hướng trên. Đây mình quay xuống đây. Đó, người ta đi qua giờ người ta đi xuống nhóc hết này. Rồi ra đi xuống đây, xuống trở lại cô chú anh chị ơi. Cầu cao bắt ngang cái núi lên mấy cái đền đó, mình chỉ lên tới cái đỉnh cầu và quay trở lại thôi chứ không qua mấy cái đền nữa mà. Đó, đi trên đây thì do có nhiều người đi nên cây cầu nó hơi lắc nên một số người rất là sợ các bạn. Cây cầu nó hơi lắc qua lắc lại vậy đó, do nhiều người đi, đông người đi. Rồi đi xuống, đang đi xuống nha cô chú anh chị. Thì đi lên nó sẽ có những cái bậc thang đi cầu bậc thang chứ không có bằng phẳng nữa các bạn. Đó, đi lên bậc thang thì nó bằng thiết, nó nghe đùng như nó bằng nhôm. Chụp vô cá đi. Chụp dính cái khẩu trang. Rồi. Nhìn con này con nặng nghe, con rẽ được. Cái bông cái. Nó ngổ nha. Cái gì vậy? Cái bông đó mà gót xuống mẹ cổ ướt đi. Cái bông mà gót xuống là ướt nguyện nó được. Cái cây có trái. Cái trái. Cái cây nó là cây gì? Cái cây có trái. Cây thà la. Đổi lên thêm đi. Đứng đứng luôn. Thà la. Đứng nghe trái nào đó, còn hai chụp hình. Ồ, vậy đó. Đây lớn lắm á. Ba. Cái bông nghe thấy. Rồi. Từng chụp không? Từng chụp không? Từng chụp vô ôm cái cây đi, ôm cái cây đi bắt hai chụp. Rồi tới luôn. Cây nè. Rồi. Tiếp. Rồi coi. Tiếp nữa. Nha. Dạ. Rồi, món gan gà, bún cá.
cũng cá Thọ Sơn. Mình ăn trà sữa xong rồi cái mới tới cái kia. Dạ. Quán vườn hoa lan ở Thọ Sơn. Rồi chuyền qua đây. Ráng chờ ta chiên lại. Cá rồi đó. Rồi đó, để đó đó. Bốn câu à. Cũng cá 20k. Bây giờ ăn kem cái chén này được không? Giờ gán 30-35k. Ăn giặt trứng cút chiên. Giờ đó, ăn đi. Rất là nhiều món luôn, 10k. 10k. Rồi ăn không ăn đi giờ. Nguyên vậy 10k luôn. Ổ 39k. Hết nữa hai món luôn nè mọi người. Bên đây là nước uống. Thức uống nè. Rồi thức uống. Chị làm ép cà phê kem 15k. Không có cho đó rồi, ăn cái lửa thôi anh. Không có ăn. Đây. Đủ rồi đó. Quán vườn hoa lan ở trên đường đi vô núi Sập. Chị gấp phần đen. Đi đây mua chè. Ăn đây. Khuôn viên quán cũng rộng lắm. Đó, từ ở đó mà lộ nè. Nhưng mà như vậy là dài dài tốt quá rồi chứ còn đợi thêm gì nữa. Chình gác nữa thấy không? Chình gác. Cái gì? Đậu mình nó xuống rồi, nó chuyện không rồi. Giờ con chưa. Lần trước mà nhớ đậu ăn chảnh rồi. Bún cá gồm có chả, cá, chả nhiều. Chả này, chả cá, chả chen. Nguyên một mâm gà rán luôn. Nguyên một mâm gà rán. Nhưng mà phải tới cho xúc xích chiên của thằng nhỏ nha. Rồi sao hai dĩa à? Kêu ba phần mà. Nó kêu ba phần gà mà còn phần nữa. Còn một gà nữa nè. Còn một gà với xúc xích nữa. Trà đá gà với một xúc xích chiên. Đưa cho đứa đi. Ô cái đùi gà chà bá lửa luôn. Cầm một cầm miếng đồ cho con hai coi coi. Miếng đồ lên. Ô quá đã. Ngon quá trắng luôn. Ăn ăn thêm con này nữa. Cầm cái đùi không nổi luôn. Đùi quá bự cầm không nổi luôn. Nặng. Rớt giờ kìa. Cắn đi, cắn ăn đi. Ngoài thôi, quá đã. Cái số 1, cái gì là đủ rồi. Còn cái chổng nữa. Ăn gì nữa không Lì? Lì hết, Lì hết cái kem rồi. Lì ăn không hết cái kem rồi. Lì ăn hết cái kem rồi. Quá đào, ngon quá. Cá thì ngon nè. Nhìn con cái con chả nè. Có bé ngủ rồi. Chả bị đá. Nghe ngủ rồi. Bà hỏi người ăn gì đúng không? Bà ăn gà không? Gà gì nè. Ừ rồi, ăn không kêu. Ăn không kêu. Ta xé ra cua đèn kia. Kia ra đi chứ không hết đâu. Ăn không hết đâu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không, không, không. Ăn rồi đâu, cái này về không cái lo đạn hơn đâu. Kêu một cái cánh gà. Nè, cái này chiên cho cái này chiên cho cái xé vậy. Tên xỉa ra chưa? Tới kìa, qua tới rồi, nhà chú tinh còn đó.